xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Đây, hôm nay là trời nắng mọi người ạ, trời nắng anh em mình tranh thủ kiếm một ít ốc về cắt cơn, đâu lắm rồi không được một vữa ốc nào mọi người ạ. Mình sẽ xuống chỗ ao nhà mình để mò đây. À nhỏ, rồi phi loại nhỏ mọi người ạ. Dạ sao anh ơi. Đổ ra là chú Vinh ơi. Tay không bắt giặc của anh em mình rồi. Có mà, đây này được mà. Đấy thành quả của chú Vinh đấy, nhiều thứ là gì đấy. Còn to thế này không phải dân chuyên được thế là nhiều lắm rồi đấy. Đây thành quả của mình đây. Ngày xưa không có bó người ta vẫn sống thật.
phải học cách như thế chứ. Ấy. Đấy. Tay không thế thôi, đủ vừa rồi. Rồi thả nước vào tắm rửa xong anh em mình làm cơm ăn. Hôm nay quyết định canh măng chua ăn à chú Vinh? Canh măng chua thôi. À. Rồi mình sẽ nấu thêm mấy con cá này cho vào canh măng chua để dạng hổ đốn luôn. Con cua cũng hợp với canh măng chua nhá. Đúng rồi. Thì mình sẽ luộc lên một lúc xong đều ra cho con nó vào canh măng chua nốt. Đây. Đây, ốc chú Vinh luộc lá khều được rồi này. Khều được nửa cho chú Vinh, khều dễ không? Đơn giản mà. À thế à? Cái này. Đây cái ốc này. Đó. Đây cái phần đuôi của nó bị đứt ở trong đấy luôn. Mình sẽ không bị ăn bùn. Ốc này hình như có vẻ nó bị gầy hay sao ấy. Nó gầy à? Ừ. Không có gì ăn hay sao ấy. Đang mùa gầy. Mùa này gầy. Thôi anh vào đấy que khều cùng em đó. Nó mùa này mới là mùa béo chứ đúng ra. Không, đúng mùa béo là mùa thu ra mùa lúa vàng ấy. Mùa này là gầy chứ. Đây này nó mới qua mùa đông xong. Nó có trứng nó nhiều đó. Mùa này là mùa sinh sản đúng không? Ừ, mùa sinh sản mà gầy. Ốc anh em mình đi kiếm được từng này rồi mọi người. Chắc là lưng bát con thôi. Thế cũng được rồi. Ý là nấu với canh chua. Xong lúc đấy thì có bà trong bản ấy đi bán con trai nữa, mua được hơn cơn. Đi nấu cùng luôn. Hôm nay là sẽ canh dạng như kiểu canh măng chua hổ đốn ấy. Đấy, có cả cua này, cả ốc này, cả con trai này, cả con cá này. Đủ thứ con ở trong nước. Chưa, còn thiếu nhiều. Vẫn còn ở ngoài nước nè. Trong nước. Đủ rồi. Nhặt xương cá à, chú Vinh? Xương cá, cá này nó nhiều xương quá. Hay là ăn cả xương luôn nó phí. Cái này chỉ có con chó mới ăn được cả xương thôi. Chúng mình thì chịu thôi. Thế đầu nó vẫn cho vào à? Thế còn xương còn gì nữa? Đầu này xương kiểu này nhai được. À thế à? Cái kiểu mà không nhai được mới lấy ra chứ. À. Rồi giờ là mình cùng với Khai sẽ vào trong nhà để lấy một ít măng chua đó nhá. Đây, cái vại măng chua của mình này mọi người này. Tối nhỉ? Đâu để mình vật điện lên cho mọi người xem. Măng chua đang tầm ngon đấy. Để uống rượu. Đấy tầm khoảng 2 bát thôi Khai. Đấy ít thôi. Nấu nhiều sợ ăn không hết. Ít quá rồi. Ừ, tầm đấy là nhờ. Con gà muốn vào nấu măng chua luôn. Cái này rửa một nước thôi Khai nhở. Sợ nó hết chua đi. Để cho nó chua chua một chút thì mới ngon. Mùa đông thì nấu nhạt một tí. Mùa này mình tỉ chua một tí được. Chua một tí. Cho vào nồi thôi mọi người ơi. Tí là Khai sẽ rửa con trai cho vào cùng với măng chua này luôn. Vì mình chỉ cần lấy cái vỏ của nó ra thôi. Con trai thì nhốt tầm mấy ngày rồi mà. Nghe mấy bà bảo thế. Mình không biết. Mình cũng không biết. Đứa con tôm. Con mèo nó ở cạnh chú Vinh được hơi lắm ấy nhở. Cứ vứt xương xuống là nó kiếm chát được đấy nhở. Nó bảo làm bạn với nó được ấy. Thằng này ngoan nó bảo thế chứ đúng không? Được biết điều không phải thế. Ừ, kia ấy con. Ông cũng đi. Khai vào là sẽ bổ lấy luôn thôi bởi vì sợ mấy bà không nói thật ấy. Sợ vừa mới mò xong. Sợ có bùn ấy. Như thế lại quá phải đi tẹt tẹt. Dao này dày quá. Thôi để đấy dao mỏng thôi.
có bùn đâu, sạch rồi. Này mình nướng ăn thì thôi. Có con cũng có bùn à? Ừ. Thế tí rửa khoa sạch luôn đúng không? Vâng. Mấy con nhỏ kia thôi nhỉ khách nhỉ? Cua với con trai đã cho vào nha mọi người nha. Ốc với cá thì chú Vinh đang sơ chế nhặt xương này xong rồi. Ốc thì khều xong rồi. Thôi bác lên bếp rồi. Cái này cũng xong. Xong rồi chú Vinh. Cho muối mì chính được hay? Cái này phải bóp muối mì chính xong là mình xào lên một lúc ấy thì mới cho nước vào thì mới ngọt nha mọi người nha. Giang lên chở hay? Còn cá với ốc là chú Vinh để ở trên kia qua chú Vinh qua tí mới cho vào thôi qua. Này. Hấp dẫn đấy chú Vinh ơi, nồi canh măng chua này à. Măng chua thập cẩm à. Đây này. Măng chua thập cẩm. Có cả cá, cua, ốc. Con trai, thiếu tôm nhỉ. Có tôm nữa thì đủ bộ rồi. Cắt đôi giả khay. Cắt đôi giả. Cắt. À. Đây này, cá với ốc này mọi người này. Chú Vinh cắt đôi ra đi. Đôi con này chứ, còn cắt đôi ra thì nó nhiều bía lắm. Hơi khó hiểu đúng không? Nóng thế. Thì vừa ở trong nồi ra cơ mà. Đâu khay? Nước luộc cá kìa, không cần lấy nước kia đâu. Cho nước luộc cá vào nấu luôn. Cho vào luôn mọi người ạ. Cá cho vào trước hay? Cả ốc và cá cho luôn. Ốc à? Ừ. Đổ luôn đi. Dăm đổ hết luôn mà. Đấy. Thơm cẩm. Nhìn ngon lắm đấy cái này. Ăn ngon phải biết. Cho cái ớt. Riêng nồi này là sẽ là ngon nhất là canh măng chua mà mình từng ăn rồi. Cho ớt khô nướng vào thì. Đúng rồi đấy, tí phải nướng ớt khô để ghém. Măng chua chắc chín rồi đấy khách nhở. Đây này mọi người này. Nhưng mà để trên bếp ga kia đã đúng không? Để cho nó nóng. Tức là mình sẽ nấu để một lúc. Còn ở chỗ bếp này thì than củi đấy, khay sẽ nướng cá. Múc canh à khay? Canh măng chua này mọi người này. Khay vừa bắc xuống rồi, lúc nãy mình đi cho bò ăn. Chú Vinh thì đang cho cá đốt ra lía. Tí con cua kia tí chắc nhập hỏi thăm đấy. Đây, hôm bữa tối hôm nay nhá. Đây là canh gì đấy khay? Đây cũng đây là măng canh măng chua. Cho vào thịt gà, cho trứng vào. Cái này cho thịt gà xong cho trứng nha. Đây canh măng chua mà. Nghe bọn mình hôm nay đi kiếm này mọi người này. Cá lốt này, rau cần dại để chấm tương thối nha mọi người nhá. Đây là rau sống này. Đây là cây giềng non. Này rau cần dại đấy. Chấm tương thối ấy. Chưa ăn bao giờ món này. Thế à? Ông bà rơi xuống rồi nhỉ. Chắc say rượu quá hôm nay đi ăn cố mà.
làm một miếng cái này thử xem đã nhá. Ăn thật đi. Đừng có thử chứ. Mình chưa ăn bao giờ mà. Ừ. Tiếng Thái gọi là phắc chi chang nha mọi người nhá. Ngon quá. Nào. Mùi nó hăng hăng kiểu gì ấy. Nhưng mà lá của nó giống rau mùi phết nhỉ? Giống chứ. Nhưng mà nó nhỏ hơn, nó chia nhỏ hơn. Cái này rau mùi rừng. Cái này là rau cần dại. Cần dại thế à? Ừ. Không ăn được. Cái này mà lúc ngà ngà rượu mà ăn chấm như thế này chắc là tuyệt vời. Ông đang xem tivi, giờ xem tivi chứ xuống rồi ạ, tí mới xuống sau ấy. Mình nghiệp nó đi gọi ông rồi. Mời mọi người ăn cơm gia đình nha. Thử món canh. Ôi tắt rồi. Bà đang thích xem ăn sâu nhưng mà đang ăn cơm ấy. Xem video mà mình hôm nọ mình đi kiếm sâu ăn ấy. Ngon không? Loại con ấy. Con bò này nó kêu ấy, chả biết nó kêu vì cái gì. Con ăn nó cho ăn nhiều rồi. Ốc này, cua này, cá này, đủ các thể loại như này. Đâu, này. Cho nhiều thế kìa. Con này ngon nhất à. Nhưng mà ớt nướng này cho vào canh măng chua rất là hợp ấy, ăn cùng ấy. Sợ hàng không ăn được lấy ra riêng. Ớt khô là men nhất đấy. Ăn con cua này. Cua nấu với măng chua là ngon nhất. Trộn ớt này nóng lắm không đấy, bắt xuống lâu chưa ăn cái này, ăn nóng với cay với chua nữa thì càng lắm đấy. Bây giờ mình bắt kim tơi nữa mới chứ. Sáng này nữa ngon quá mà nó út. Nhớ lên nhiều hơn cua nào, nhớ lên con cua ngon lắm nha. Mời mọi người nha. Món là canh măng chua hổ đốn. Quá là ngon. Bởi vì ngồi dưới bóng điện nên hơi tối tối một chút. Phải kim cá đốt con quá, nướng cỏ. Đốt. Đốt cỏ. Đậm đà lắm. Cá đốt là ngon như này. Đầu tiên là thức nhiều canh măng chua nhiều con thế này đúng không? Nhiều loại con này. Ông Hiệp vừa vào. Ông chưa xuống à con? Hả? Thì nó mới xuống à? Nghiệp thì chắc chắn là chọn cua luôn rồi. Tôm không bắt được con nào. Còn một con cua to nữa đấy. Ở đâu? Bà ăn rồi. Ăn gành út. Ăn không? Ăn không hay cho bà ăn? Hả? Cho út ăn. Đấy. Ăn đi. Sao đuổi? Đổi à? Cá đốt. Cá đốt rồi đó. Rồi giờ là mình cũng vào ăn thôi mọi người nhá. Vâng, mời mọi người nhá. Vút thịt cho thằng mẹ tí nào. Ô, cay dần rồi đấy. Món này rất là ngon mọi người ạ. Ăn nhiều cơ rồi. Ngon ạ. Ăn sớm mà ớt nồng. Thêm nó ớt khô ạ. Thật. À rồi ạ. Nhìn đấy ạ. Nó sụp đi. Nó khẳng ra đã phải 2 quả bình ạ. Tốt bằng 3 thì ạ. 2 quả mà. Tầm 3 mà. Cái thủ càng chắc. Vâng, mời mọi người nhá. Rau sống thì có rau diếp cá này, rau húng này, xong rau gì nữa hay? Tía tô đúng rồi. Món này chấm tương thối thơm ớt đó mọi người, đảo những kiểu này thơm ớt đó. Mời mọi người nhé. Ớt này khô cay rồi, có lá xung á. Nhưng có tí xương ngon lắm, tí xương đầu của nó ấy. Vừa vị của ốc, vừa vị của con trai, vừa vị cua. Nhiều vị lắm, hổ rốn rồi. Chính là vị chua nhé. Chua này chắc hay rửa ký. Chua mới hay cho hơi nhạt đi một chút rồi. Tính chua đậm hơn một tí nữa thì tại cho nhiều con này quá ấy.
khả năng. Hút cho mát ạ. Con này nó ngọt mà. Ban đêm ăn thế này là vừa. Hay vào buổi tối thế này ăn chua ít thôi. Đấy. Con nướng này là vừa rồi. Miếng này nhiều ớt quá. Chú Bình ạ. Ăn hết 3 quả ớt rồi mà. Hôm nay nhiều món nhỉ? Quá ngon. Là hôm nay uống rượu không đói cơm. Nhưng mà món nào cũng ngon. Cho chứ mang được kỳ tế là con cua nữa không? À, cái măng to này. Ôi, cái mai của con cua bố sao ăn được? Bảo ăn cái đấy à? Còn vỏ nó à? Tôi vỏ nó để đây để nấu cháo nhá. Đúng rồi, để nấu cháo ăn. Cũng chín rồi. Tôi về. Bự cho tôi ăn. Chín. Ngon lắm mọi người. Đậu cá rô phi thì Nguyên nhai nó ăn nó bùi bùi ấy. Có ốc xử lý. Cho anh ấy mình cũng lấy bỏ cái phần đầu nó đi. Nấu canh đi hết. Đúng rồi. Ăn được không? Ăn được chứ. Ngon lắm. Có con cua nữa anh Hiệp này. Hiệp lấy cua nữa không? Đấy đâu. Đủ rồi à? Chỉ ăn xong nó thôi. Nhưng mà đấy. Đấy đi. Cua ba mấy cho bố nhá. Càng nóng ăn chứ. Nhai hết chứ. Cá 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 cá. Một vừa măng chua rất là ngon mọi người ạ. Ăn cực đã luôn. Rau cần dại chấm tương thối cũng ngon lắm mà Khay. Giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình nha. Chào mọi người nha.